vàng tiếp tục xuống giá, CPI Mỹ và cuộc họp Fed có thể gây biến động. Tuần này, giá vàng sẽ đối mặt với một bài kiểm tra lớn là cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed sẽ diễn ra trong hai ngày thứ ba và thứ tư. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sáng ngày 11 tháng 12 sau khi giảm mạnh trong phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi do số liệu kinh tế Mỹ làm dấy lên mối nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể cắt giảm lãi suất trong quý 1 năm 2024. Giá vàng miếng trong nước vừa mở cửa tuần mới đã trượt khỏi mốc 74 triệu đồng một lượng ở nhiều nơi. Lúc gần 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đang đứng ở mức 2.004 đô la một ounce, giảm 1,5 đô la một ounce, tương đương giảm 0,07% so với đóng cửa tuần trước tại New York, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương gần 58,9 triệu đồng một lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá đồng đô la bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Cùng thời điểm, tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SCC cho thị trường Hà Nội ở mức 72,85 triệu đồng một lượng mua vào và 73,95 triệu đồng một lượng bán ra, tương ứng tăng 50.000 đồng một lượng và giảm 50.000 đồng một lượng so với mức giá vào cuối tuần. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty SCC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 73 triệu đồng một lượng và 74 triệu đồng một lượng, tương ứng tăng 100.000 đồng một lượng và giảm 100.000 đồng một lượng so với cuối tuần. So với giá vàng trên thế giới quy đổi, giá vàng miếng SCC bán lẻ đang cao hơn khoảng 15 triệu đồng một lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn khoảng 3,2 triệu đồng một lượng. Giá vàng đã bốc hơi gần 1,2% trong phiên ngày thứ sáu khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm trong tháng 11 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm và số công việc mới lớn hơn so với dự báo. Những con số phản ánh sự vững vàng của thị trường lao động khiến thị trường tài chính giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed có thể hạ lãi suất ngay trong tháng 3 năm 2024. Trước đó, sự gia tăng đặt cược vào khả năng này đã góp phần đưa giá vàng lên mức cao nhất mọi thời đại, hơn 2.150 đô la một ounce vào đầu tuần trước. Tuần này, giá vàng sẽ đối mặt với một bài kiểm tra lớn là cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed diễn ra trong hai ngày thứ ba và thứ tư. Thị trường đang đặt cược gần như 100% Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Nhưng điều khiến nhà đầu tư quan tâm hơn cả là Fed sẽ phát tín hiệu mềm mỏng hay cứng rắn về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, cũng như đề cập dự báo của Fed về tăng trưởng lạm phát và lãi suất. Giới phân tích nói rằng, bất kỳ một tín hiệu cứng rắn nào từ Fed cũng có thể dội gáo nước lạnh vào các kỳ vọng hạ lãi suất mà thị trường đang có, từ đó có thể gây ra một cuộc bán tháo trên thị trường vàng. Ngược lại, một tín hiệu xoay trục chính sách tiền tệ dù nhỏ cũng có thể đưa giá vàng tăng tốc trở lại. Trước cuộc họp của Fed, thị trường còn đón nhận một báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng là chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 dự kiến công bố vào ngày thứ hai. Đây cũng là một điểm dữ liệu có thể gây ảnh hưởng lớn lên kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá của các tài sản, trong đó có vàng. Tất cả những sự kiện và dữ liệu kinh tế này đều đang đặt thị trường vàng trước khả năng có một tuần nhiều biến động. Giá vàng ít nhất sẽ biến động mạnh hơn và cơ hội tăng giá sẽ bị giới hạn. Chiến lược gia Ole Hansen của Saxo Bank nhận định với trang Kitco News. Ông Hansen nói rằng thị trường vàng đã mua quá nhiều và đã đặt cược quá lớn vào việc Fed giảm lãi suất, nên trong ngắn hạn, giá vàng khó vượt được ngưỡng 2.050 đô la một ounce. Vị chiến lược gia cũng cho rằng mức hỗ trợ 2.000 đô la một ounce là một mốc cần theo dõi. Nhận định việc phá vỡ mức giá đó có thể dẫn tới việc giá sụt giảm về ngưỡng bình quân 200 ngày là 1.959 đô la một ounce. Đồng đô la khởi động tuần mới trong trạng thái vững giá, với chỉ số đô la index giữ ở mức 104 điểm chốt phiên ngày thứ sáu. Bạc xanh đã hồi phục trong tuần vừa rồi, dù đã giảm hơn 1,5% trong vòng một tháng trở lại đây. Vietcombank lúc đầu giờ sáng báo giá đồng đô la ở mức 24.020 đồng mua vào và 24.390 đồng bán ra, không thay đổi so với mức chốt của tuần vừa rồi. Vì sao Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không dễ thay đổi chính sách tiền tệ? Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo còn quá sớm để cho rằng BOJ sắp có bất kỳ một động thái thắt chặt rõ ràng nào, nhất là trong cuộc họp vào tháng 12 này. Tuần vừa rồi, thị trường tài chính toàn cầu xôn xao khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ phát tín hiệu có thể sớm chấm dứt chính sách lãi suất âm. Việc giới đầu tư kỳ vọng sắp có một sự dịch chuyển lập trường chính sách tiền tệ ở Nhật Bản đã đưa tỷ giá đồng yên tăng mạnh,
Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, giới chuyên gia kinh tế cảnh báo còn quá sớm để cho rằng BOJ sắp có bất kỳ một động thái thắt chặt rõ ràng nào, nhất là trong cuộc họp vào tháng 12 này. Cơ sở của cảnh báo này là số liệu thống kê cập nhật mới đây cho thấy nền kinh tế Nhật Bản trong quý 3 vừa qua sụt giảm mạnh hơn so với dữ liệu công bố lần đầu. Vào hôm ngày thứ Năm, tỷ giá đồng yên tăng vọt lên mức cao nhất 4 tháng với 141,6 yên đổi 1 đô la. Sau khi thống đốc BOJ Juho Uda nói một năm thậm chí còn khó khăn hơn đang đón đợi ở phía trước. Phiên ngày thứ Sáu, đồng yên giảm giá trở lại mốc 143 yên trên 1 đô la. Sáng ngày 11 tháng 12, đồng tiền của Nhật Bản tiếp tục mất giá so với đồng đô la, về mốc 145,62 yên đổi 1 đô la. Trung tuần tháng 11, đồng yên giảm xuống mức gần 152 yên đổi 1 đô la, sát mốc thấp nhất hơn 3 thập kỷ thiết lập vào năm ngoái. Phát biểu vào hôm ngày thứ Năm của ông Uda được đưa ra trước một cuộc gặp giữa vị thống đốc với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, khiến khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của BOJ vào ngày 19 tháng 12 lên 35%. Trước đó, giới đầu tư đã kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất ngắn hạn từ mức âm 0,1% hiện nay tại một thời điểm nào trong mùa xuân tới, trên cơ sở lạm phát tăng và tín hiệu tiếp tục tăng tiền lương từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Nhật đã vượt mục tiêu 2% của BOJ kể từ tháng 4 năm 2022 đến nay. Tháng 10 vừa qua, BOJ cho phép lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm tăng vượt 1%. Một bước đi tiến tới kết thúc chính sách kiểm soát đường cong lãi suất, vốn đã áp dụng suốt 7 năm qua nhằm ghìm lãi suất dài hạn ở mức thấp. Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng BOJ đối mặt với những trở ngại ngày càng lớn để có thể xoay trục chính sách tiền tệ khỏi trạng thái siêu lỏng lẻo hiện nay, xét tới việc đồng yên Nhật Bản gần đây mạnh lên, tăng trưởng kinh tế Nhật yếu đi và sự đặt cược ngày càng lớn trên thị trường tài chính và một sự giảm bớt cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Số liệu do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố vào hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm với tốc độ hàng năm 2,9% trong quý 3 vừa qua, so với mức giảm 2,1% đưa ra trong lần công bố sơ bộ. Nếu so với quý trước, GDP quý 3 của Nhật Bản giảm 0,7%, phản ánh một nền kinh tế đang chật vật vì tiêu dùng của các hộ gia đình còn yếu. Xu hướng phục hồi gần đây của đồng yên Nhật cũng gây áp lực lên lĩnh vực xuất khẩu của nước này vì khiến cho hàng hóa Nhật trở nên đắt đỏ hơn ở nước ngoài. Nhà kinh tế trưởng về Nhật Bản Masamichi Adachi của UBS Security nói rằng BOJ có thể sẽ tiếp tục thận trọng vì sự sụt giảm của nền kinh tế Nhật Bản, cũng như những khó lường về nền kinh tế Mỹ và khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Nhà đầu tư đã chộp lấy những phát biểu của ông Uda bởi họ vốn dĩ muốn có sự biến động và một chất xúc tác để khiến cho thị trường dịch chuyển. Trước đó, họ đã kỳ vọng đồng yên tăng giá và đồng đô la giảm giá. Nhưng nếu nhìn vào các điều kiện kinh tế vĩ mô, có thể thấy là BOJ gần như không thể tăng lãi suất trong tháng 12, ông Adachi nhận định. Nhà kinh tế Kazuhiko Aiba của Citigroup cho rằng BOJ sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ hiện nay trong các cuộc họp tháng 12 và tháng 1. Chúng tôi tin rằng việc chấm dứt lãi suất âm sẽ dựa trên các yếu tố nền tảng về kinh tế và giá cả. Dữ liệu GDP mới nhất không mang lại một lý do gì xét trên phương diện các yếu tố nền tảng cho việc tăng lãi suất, ông Aiba nhận định trong một báo cáo.